Chào các bạn đã quay trở lại VN Grab và mình là Jenny. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cái survival Minecraft survival. Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi? Ngày gì đâu nhỉ? Ngày thứ... Wow, đã me rồi mà vẫn còn dính ha. Ha, cái quái nào mình không bị mất máu nào luôn ha. Sự bại đái không hề nhẹ. Để bựa rương đâu rồi? Để thay làm được cái gì phức cho hết. Nhớ đến hai cái rương nữa. Lượm không kịp luôn mà. Ôi may là nó không có nổ. Ôi giời ơi, nổ. What the fuck? Em đã tìm cách làm cái nhà kia để đây. Oh man, sleep in. Cái màu hồng kìa. Wow. Ủa, mình nhớ mình có Optify mà. Control và cái zoom Optify đâu rồi? Zoom là C hả? What the fuck man? Okay. Đây. Ảo diệu ha. Ảo diệu. Này nhìn xa quá, mình để được có tí FPS thôi. Ok. Ủa. Được rồi. Wow. Yeah, thích nhìn mấy cái này vãi. Tuy là nó có hơi lắc lắc bởi vì mình cho cái này nó xa quá. Mình sẽ cho render distance tầm 9 thôi. Thì nó sẽ review lại tí xíu. Ok, nhìn cũng tạm được. Nhìn cũng xa xa, đẹp vãi lều ấy. Nó đẹp vãi lều. Ok, chúng ta sẽ tìm cách. Hết mấy cái gạch đá đây rồi hả? Cái xài gạch đá này cũng được à? Gạch đá này cũng được bộ. Cái này đặt random thôi nha. Nên nó thường nó sẽ không ra một cái gì hết. Sẽ đặt cái này. Đó. Ok. Nó sẽ ra thành cái hàng rào nhưng mà bộ. Kệ đi. Sẽ đặt cái này nó ngược hướng ngược lại ha, hoặc là không cần đặt đâu, chỗ đó không cần đặt cho nó tự nối xuống. Để cơ bản chỗ này nó chưa có ra cái gì hết. Cái này nó không nối xuống à, cái này nó cục đất rồi. Mình biết hôm nay sẽ làm cái gì. Hôm nay chúng ta sẽ cần làm cái cổng vào địa ngục. Không phải, ý không phải là cái cổng vào địa ngục đơn giản nhìn như vậy, nhưng mà chúng ta tiện nó giật phép, chúng ta sẽ trang trí lại nó. Chúng ta sẽ đập cái cổng địa ngục này ra. Không biết mình còn cái thạch không ta. Okay. Đây nữa. Ok. Cái này chắc tốn nhiều. Tên sẽ làm một cái chỗ để trang trí cái cổng địa ngục luôn. Cổng địa ngục để vậy thì nó không có hay lắm. Ta cần làm nó hay kìa. Ok. Về cái khu vực tạm bỡ đã. Phản cảm quá anh em rồi. Phản cảm quá nha. chắc để từ kiếm thức ăn để từ. Bò để có. Ồ, cũng có tác dụng thiệt. Ok, chúng ta sẽ thử trang trí với nó một tí coi nào. Lắp với mấy cái này hết mà là cái đống cửa này. Ok. Cửa. Ok. Lắp lên hết đã từ từ rồi tính nha. Nó có nhiều mà cứ xả thoải mái, nhưng mà đang
nhưng ai đang xây cái này bị xóa thoải mái đi. Nhiều nhưng còn bị xoắn nữa. What the fuck? Đây. Đây, ok. Rồi. Ở dưới có nước. Quên mất cái vụ đó. Hey, đó về phần cơ bản là nó sẽ như giống như thế này. Ây da, tiện ở đây ha. Nó cần có thêm một tí chiều sâu nữa này nên sẽ... Ok. Thêm tí chiều sâu nữa cùng. Sẽ cho nó lên lên trên nữa. Đó. Chuyện sáng đang tối trời. Rồi. Này cũng cần chiều sâu nữa này. Bỏ vô. Thế rồi. Hết nhẹ nhìn luôn hả? Thế sẽ tạm dừng cái đống này đó. Có một ít rồi vậy cũng tạm ổn rồi. Tiếp theo thì sẽ lấy một tí cái này ha. Để coi. Như là không cần ghê quá. Giống vậy. Chỉ cần thêm mấy cái đó. Kiểu nó sẽ giống một cánh cổng hơn nếu chúng ta làm như thế. À, rồi sẽ cài cài. Cứ làm theo cái cảm nghĩ đi. Nó giống cái gì nó giống. Này sẽ cần một cái cầu thang hơn á, không biết có cầu thang gạch đá này không ta. Coi coi, oh, ít quá ha. Một. Có. Và vực đất đi. Ta có 4 cái cầu thang để sử dụng sao cho nó tốt. Đây. Và một cái cuối cùng nó sẽ nằm ở phía trên này nha. Đấy. Đó, về cơ bản nó sẽ giống như vậy. Ta sẽ đập cái này đi. Đây. Đập cái này đi. Đây. Được rồi. Thế là cái gì? Nó sẽ dùng sụt sen. Và sụt sen thì nên để, thường thì sụt sen nên để ở phía trong, trong lòng mấy cái này thì tốt hơn. Ây da, kỳ. Okay, đừng nên để cái gì ở đây hết. Đừng nên để cát cái đó đó. Thôi nha, cứ để suy nghĩ đi đã. Fuck man. Fuck. Ok, cái chỗ này đập ra, lấy sụt sen đắp vô. Ok, lấy sụt sen đắp vô chỗ đó, rồi có thể sụt sen đắp lên trên này. Ok. Được rồi, lấy một tí sụt sen thôi. Để sụt sen không? Nghe tên đọc gớm vậy. Rồi, đắp cái tí ở đây, tí ở đây, chưa, tí ở đây, nó sẽ nên phá cái đó đi hoặc là đắp thêm một miếng nữa phía trên, không có miếng nào nữa, ta sẽ vậy, ok, cái sụt sen ngay đây đúng rồi, đó. Rồi cái này ở đây. Đây. Sẽ cố gắng làm sao cho nó ổn nhất. Chưa cái góc này nhìn nó không được tốt ha. Ấy chết cha. Hơi hố rồi. Cái góc này nó không được tốt rồi. Cái chỗ bên này nè nó hơi kỳ kỳ tí. Coi. Hơi kỳ. Để đặt nó ở đây đi. Phút này ra thì tí tẹo. Số 4 như thế này nó sẽ giống cái cổng hơn. Đúng rồi. Giờ nó hơi lệch nhưng mà cố ý mà lệch theo kiểu cố ý nó khác cái. Ok. Ở trên kia nó có cái dạ. Ừ. Ok, ok. Đó được chưa? Rồi, chúng ta sẽ lấy... Ôi mẹ ơi.
lấy cái này, lấy cái mầm của mấy cái này ra, xong nó sẽ trồng lên nhìn nó giống với cái địa ngục. Sẽ lên một tí. Đây thì bỏ này vô. Ok, tốt rồi. Mình tính là sau cái chỗ này còn xây thêm nữa, xây thêm cái cổng định đúng là cái cổng thiệt luôn á, nhìn vô trong luôn á, nhìn hay hơn, có thể làm cho nó lớn nhanh hơn không? Không, nếu mà lớn nhanh hơn thì tốt. Chúng ta nên đắp cho nó cái đường lên ha, vậy thì hay hơn á. Ok, cái chỗ này bỏ ra, lấy sụt sen đắp vô, bỏ vô. Good. Buổi tối thì có lẽ là nó trông khá tối nên nó sẽ đắp cái gì đó ở đây, hai cái đèn hoặc cái đèn ở bên này. Ok. À, còn cái gravel nữa đúng không ha? Ở dưới địa ngục còn cái đó là gì? Sỏi, đá sỏi gì vậy? Ừ. Chúng ta thiếu cái đó. Ôi mẹ ơi, làm nãy giờ thiếu một cái. Rồi. Thiếu cái đó. Rồi, với cơ bản thì cũng đã tạm tạm. Ui ôi. Có cái này không? Hết rồi. Đó đi, phá bớt cây cỏ hoa lá cành đi. Rồi, ok, chỗ này tí hồi thì nó sẽ xong thôi, tí hồi thôi. Rồi chứ gì. Cái chỗ bên kia nó cũng nhìn hơi kỳ kỳ đó. Ai có mắt là thấy hết rồi. Đây, đấy. Ok. Nó sẽ cần thêm cái đường đó ha. Sẽ xuống địa ngục hút một tí gravel đã. Má đã nghi rồi mà giờ sao mà lên đây, trời ơi trời. Ta sẽ bỏ lên đây đi. Ok, cái con què sẽ đây. Cái máy này. Alright, trời tối thêm phát nữa. Parkour. Acid. Không mất máu nào kìa, thiệt chưa. Rồi, cái chỗ này buổi tối nó khá là tối đây. Kia hai cái đống gì chân trần nhìn cũng kỳ kỳ ha. Ok, sẽ bỏ vào đây tí xíu đồ đi, cái đồ còn lung tung. Và lấy cái này ra thành cái miếng nhỏ, tốt. Rồi, trên kia. Đầu tiên chúng ta phải chỉnh tường trên kia trước rồi mới gắn mấy cái đồ mới vô sau. Ok, chỉnh. Đáng lẽ là cái cục cát nó phải nằm ở bên trái. Bên trái mới đúng. Thôi, lỡ rồi. Ok, các bạn cái cửa nó sẽ giống như vậy. Tiếp theo thì chúng ta có cái nether này, nether quartz ore. Sẽ bỏ nó ở xung quanh đây thôi. Ok, bỏ nó xung quanh đằng kia nữa. Rồi, nhìn cho nó tự nhiên. Đó, trong tường nữa. Rồi, cái chỗ này có vẻ nhìn cũng tạm ổn rồi. Vậy thì được. Ok, nhìn tạm ổn đó, đừng để cho nó nhìn nó thẳng quá.
Rồi tiếp theo là cái gì? Tiếp theo là chúng ta cái gravel này. Gravel này chúng ta sẽ để nó xung quanh khu vực bên ngoài, hình thành một cái tầng luôn. Đó. Đây luôn nha. Gravel. Cái thiết kế này vô cùng đơn giản luôn nè. Nhưng mà nhìn nó cũng có hiệu quả tí, cũng trang trí được tí á. Ok, chúng ta có ra vô xung quanh và đây là cái cuối cùng. Chưa phải cuối cùng, còn cái này nữa, glowstone nữa. Ok, glowstone chúng ta sẽ để nó trên trần chứ đừng có để ở dưới. Chứ mình nghĩ như thế thì còn mình pha cái đó sau. Oh, what the fuck. How nice. Ta sẽ tìm cách để nó phía trên trần này. Rồi. Ta bọc cái khu này lại. Ok, và bỏ vô, gắn vô. Ôi vãi đái, có mà anh thanh niên thấy nhà mình đẹp quá vậy, đi nhanh qua mẹ rồi. À, cái chỗ kia nó hơi bị vuông ha. Ok, đừng để anh vuông quá. Đó, nice. Rồi, chưa có chuẩn lắm. Làm sao cho chuẩn mới được. À. Ok. Ây da, chơi kỳ vậy hả? À, trời ơi khu vực này. Ok, chúng ta sẽ phải xây nó lên tí cho chui trong đây. Ok, rồi cho in vô tường đi. Chịch. Ok, với cơ bản khu vực chúng ta sẽ nhìn giống như vậy. Chưa như vậy chưa được. Rồi. Chỗ đất này ta không nên có cái chỗ đất này. Chỗ đất hư cấu. À, đây. Ok, đây là cái cổng vào địa ngục của chúng ta. Có lẽ nó chưa được tốt, tất nhiên. À, thì đó cũng tạm ổn rồi, cái chỗ này mình sẽ sửa nó lại là cái tấm gạch này nha. Oh, fuck, what the fuck. Nó nhìn sẽ tốt hơn. Thì chúng ta có thể dừng lại ở đây rồi. Sẽ chỉnh lại nó sau. À, đâu rồi. Nó có thằng bạn chúng ta ở kia. Thằng bạn ta chạy đâu tiêu rồi. Thế chúng ta sẽ dừng lại đây rồi. Tập sau mình sẽ chưa biết làm gì nữa. Nhớ like, subscribe nếu các bạn thích cái công trình này của mình. Nhìn đơn giản mà. We'll be right back.